Đây là quý khách nhá. Đây em quay cho quý khách xem cái nẹp bước chân ngoài của xe Toyota Yaris. Đời này đời 19 đến 21 22 quý khách nhá. Thì chất liệu là bằng bên ngoài bằng inox này. Đó, đặc biệt là nó có cái chữ Yaris. Đó, cái này là nó có chữ là gọi là loại để có đèn nét quý khách nhá. Đằng sau đây đấu dây điện vào. Thì khi mình mở đèn ra là mở cửa ra nó sẽ sáng chữ Yaris này đây. Ban đêm nhìn cái màu sáng xanh này rất là đẹp, đẹp đẽ quý khách nhá. Đó, đây thanh ngắn. Đây là thanh dài đây. Đó, bộ sản phẩm thì có 4 thanh cho 4 cái cánh cửa. Đó, chỉ phần vật bậc bên ngoài thì các khách nhá. Đó, đều in chữ Yaris rất là đẹp. Đầy đủ hết dây dợ, dây điện các khách nhá. Đó, tất cả đều có dây nguồn này. Cái này thì mình sẽ lấy điện ở trong xe ra. Điện ở đâu thì là chỗ khu vực cửa đấy. Điện chỗ khu vực bọc khu vực vô lăng đấy. Điện rất là dễ lấy ra. Đó. Địa chỉ bên em thì 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng cứ liên hệ bên em nhé. Bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc. Đó. Cực kỳ đẹp nhá.